Hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn thầy. Sau đây con sẽ hỏi câu hỏi sau cùng là: người tu theo pháp môn Tịnh độ đó, sau khi mà vãng sanh lên nước Cực Lạc á, thì có được giải thoát không thầy? Xin thầy giải đáp cho con rõ ạ. Mình phải hiểu cái mình phải hiểu cái tổ chức này. Nước Cực Lạc là cái gì? Cái nước đó là vui sướng tột cùng. Ông Phật nào lên đó giải thoát không? Đã đi chơi, đi vô, đi hưởng sung sướng tột cùng mà giải thoát cái gì? Giống như bây giờ ở thế gian này còn muốn đi đâu chơi cái khu du lịch nào mà sung sướng tột cùng có giải thoát được. Vô đó để hưởng cái sung sướng chứ không phải là giải thoát. Giải thoát thì phải trở về cái nơi thanh tịnh mới là giải thoát. Nó không bị quy luật vật lý nhân quả thì mới nơi đó mới là giải thoát. Còn cái quy luật, xin lỗi, con chơi đi vô cái chỗ mà con chơi sung sướng mà tưởng nó cúp điện một cái con la nó liền, phải không? Nó không được. Cái nơi này hoàn toàn không giải thoát được, mà chỉ là nơi hưởng đi chơi thôi. Vì trong thế giới này, tất cả những người tu, nó có hai đường. Một là đi lên các cõi trời hưởng phước, hai là ở trái đất này hưởng phước, hướng bước âm ở trái đất này. Phước Đức Dương, 45 hành tinh của tam giới, là phải hiểu cái này. Bởi vì tu đạo Phật thì anh phải trước mắt, anh phải học được cái quyển giáo lý, thì anh tu mới đúng. Còn nếu mà tu theo đọc mà anh không có đọc được cái quyển giáo lý, anh tu mù hoàn toàn. Đó, vì thế mà cái câu chuyện năm mù trời voi nó mới xuất hiện ra, là nói cho những người tu tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú là cái chuyện này. Rồi con hỏi tiếp.